Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm nhé. Hãy đến với câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: Xin chào bạn, trước hết mình xin chúc bạn và gia đình nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Mình hiện tại đang làm việc và công tác tại Nhật. Cách đây hơn 1 năm khi về Việt Nam chơi, mình đã quen và gặp được người yêu của mình. Sau 1 tháng ở Việt Nam thì mình quay trở lại Nhật để làm việc. Tụi mình vẫn liên lạc với nhau và nói chuyện với nhau mỗi ngày. Gia đình mình đều biết cô ấy và gia đình cô ấy cũng vậy. Mẹ của cô ấy ngày nào cũng nói chuyện video với mình. Mình nói sau khi về nước, mình và cô ấy sẽ làm đám cưới. Khoảng 3 tháng gần đây thì cô ấy lạnh nhạt với mình, nhắn tin có khi còn không đọc. Lúc đọc rồi thì không trả lời, rồi mình phát hiện cô ấy đang quen người con trai khác, làm cùng công ty. Người con trai ấy lấy hình của cô ấy đăng lên Facebook và nói là người yêu mới quen. Mình phát hiện và đã nói chuyện với cô ấy. Cô ấy nói chỉ là bạn bè và đùa giỡn thôi. Mình cũng bỏ qua nhưng thái độ của cô ấy cũng vậy, cũng lạnh nhạt và vẫn liên lạc với bạn trai đó. Mình đã quyết định chia tay được hơn 1 tháng nay, nhưng mẹ của cô ấy ngày nào cũng điện thoại cho mình rồi khóc. Gia đình anh chị của cô ấy đều rất quý mình. Bây giờ mình phải làm sao? Có nên quay lại với cô ấy hay không? Hay là buông bỏ dù mình rất còn yêu cô ấy? Mong bạn đọc được tin nhắn này và dành cho mình lời khuyên xem phải làm như thế nào. Cảm ơn bạn và chúc bạn và gia đình nhiều sức khỏe. Bạn thân mến, thực ra thì trong cái tình huống giống của bạn ấy, thì mình cũng đã từng tư vấn rồi, cũng có những cái tình huống tương tự. Tức là mình yêu một cô gái rất là chân thành và trung thủy, nhưng cô ấy thì lại có những cái biểu hiện khác. Đó chính là cô ấy đã lạnh nhạt với mình thì mình không nói, đúng không? Nhưng mà cô ấy lại còn có mối quan hệ và thích một chàng trai trong công ty của cô ấy nữa. Thậm chí họ đã đăng ảnh lên với nhau và nói là người yêu. Mình nghĩ rằng như này, bạn quyết định ra đi thì đấy cũng là một quyết định chính xác đấy. Nhưng trước khi ra đi thì bạn có nói với cô ấy về cái quan điểm đúng đắn của bạn không? Hay là mình chỉ cứ nói mình ra đi xong rồi mình tức giận, mình khó chịu không? Bạn ạ, với tư cách một người đàn ông, mình khuyến khích các bạn ấy, hãy là những người đàn ông có bản lĩnh. Có bản lĩnh ở chỗ mình nghiêm túc đối mặt với nó, nhưng mình không tiêu cực với nó. Gặp cái tình huống như thế này thì bạn nên nói chuyện với cô ấy. Mình không cần phải dò hỏi, mình không cần phải trách móc, mình không cần phải nói là cô như thế là không được, cô đã yêu anh ta rồi phải không. Mình ở giữa, mình chỉ cần nói với cô ấy như thế này thôi. Trong tình yêu thì anh rất coi trọng cái sự chung thủy. Anh có thể rất yêu, say đắm và yêu rất nhiều một cô gái. Nhưng nếu trong thời gian yêu anh, cô ấy có bất kỳ một tình cảm gì với một người đàn ông khác thì đấy là một chuyện anh không bao giờ chấp nhận được. Và anh sẽ kết thúc ngay và luôn. Ôi, anh ấy thứ nhất là một người trung thủy. Thứ hai, anh ấy có yêu cầu về sự trung thủy. Anh ấy không phải là một người đàn ông nhu nhược. Anh ấy mặc dù yêu rất chân thành nhưng anh không bao giờ nhu nhược trong cái thứ tình cảm này cả. Bằng cái cách này, một cô gái chân thành và tử tế, cô sẽ rất khâm phục bạn, bởi vì cô ấy yêu được một người đàn ông có giá trị, biết giá trị của mình ở đâu và biết giới hạn ở đâu. Một người thực sự tốt ấy, một cô gái thực sự tốt ấy, người ta sẽ rất thích một chàng trai như thế, có quan điểm rõ ràng, biết giới hạn ở đâu. Và cùng với cái quan điểm đấy, cô ấy có thể nhìn thấy anh ấy cũng là một người trung thủy như vậy. Nhưng mà mình không biết là khi bạn đòi kết thúc thì bạn có nói chuyện gì với cô ấy không. Nghĩa là người ta bảo là kết thúc thì kết thúc, nhưng mình vẫn phải kết thúc có tư thế, chứ không phải là mình kết thúc trong cái sự dằn vặt, trong cái sự hận thù lẫn nhau. Không, mình phải cho họ biết cái sự sai của họ ở đâu, lý do tại sao mình lại chia tay họ. Bạn ạ, đấy là cái lời khuyên mà mình dành cho bạn, để lần sau ví dụ yêu một cô gái khác thì mình sẽ có những cái lời nói và cái quan điểm thể hiện với cô ấy ngay từ đầu như thế. Và mình sẽ không bao giờ thể hiện rằng mình là một người đàn ông kiểm soát người khác, không biết điều hay hành động tiêu cực. Không, mình rất bản lĩnh. Rất bản lĩnh lại bày tỏ quan điểm và chửi ở bên một cô gái xứng đáng với cái sự trung thủy của mình thôi. Đấy, rất là nghe đây như vậy thôi thì cũng đã biết đây là một người đàn ông rất là có giá trị rồi, đúng không các bạn? Cho nên mình nói để lần sau khi yêu cô gái khác thì bạn rút kinh nghiệm, để mình thể hiện như thế. Trong quá trình nói chuyện với cô ấy, mình phải thể hiện cái quan điểm của mình, lối sống của mình, chứ mình không kiểm soát cô ấy. Cái việc mà cô ấy làm gì, như thế nào, đi với ai, cô ấy phải là người kiểm soát cái chính hành động của cô ấy. Cô ấy phải là người chịu trách nhiệm với chính hành động của cô ấy, chứ không phải là bạn nữa rồi. Bởi vì bạn đã nói cho cô ấy rất rõ về những cái tiêu chuẩn, về những cái giới hạn mà bạn trao đi, mà bạn có trong cuộc sống này. Cô ấy muốn được ở bên bạn, cô ấy phải là người đáp ứng được những cái nhu cầu đấy. Cô ấy phải là người đáp ứng được những cái tiêu chuẩn đấy. Đương nhiên đấy không phải là những tiêu chuẩn nó vô lý. Nếu nó vô lý thì mình không nói, đúng không? Nhưng nó là cái tiêu chuẩn rất là cơ bản nhất trong tình yêu. Thì chúng ta cần phải biết và chúng ta cần phải bày tỏ cho cô ấy biết như thế. Hãy nhớ, trong một mối tình lần sau thì mình sẽ ứng xử như vậy.
Còn bây giờ với cái mối tình này, bạn đang có một cái băn khoăn ấy, là không biết mình có nên quay lại với cô ấy không. Thì thực sự bởi vì bạn cũng còn một cái day dứt và băn khoăn ấy, tức là gia đình của cô ấy thì rất là yêu quý mình. Thậm chí mẹ của cô ấy mỗi một ngày gọi điện cho mình mà khóc nữa. Nhưng mà mình không hiểu là tại sao mẹ của cô ấy lại hay nói chuyện với bạn như thế, và hay nói chuyện với bạn lại khóc. Và khóc vì vấn đề gì? Khóc vì là cô ấy không chung thủy trong tình yêu à? Hay là khóc vì sự tan vỡ trong cái mối tình này? Bạn thân mến, có thể mối quan hệ của bạn và gia đình của cô ấy rất tốt, bạn vẫn có thể đối xử tốt với gia đình của cô ấy, ví dụ như là đối xử tốt như người trong gia đình mình chẳng hạn. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn và cô ấy phải quay lại với nhau. Bởi vì cái sự kết hôn ấy, nó là cái sự kết hợp của hai người biết trân trọng nhau, biết dành cho nhau cái sự chung thủy, tình yêu trọn vẹn và cùng đi tới hạnh phúc. Còn ở đây thì mình thấy là bạn không có điều đó. Ngay trong giai đoạn yêu nhau và bạn chưa cưới mà mọi thứ nó đã xảy ra như thế này rồi, thì mình cũng phải biết là mọi thứ nó như thế nào, đúng không? Sau này cưới rồi, cũng may là bây giờ các bạn chưa cưới nhau. Cưới nhau rồi mình mới phát hiện cô ấy là một người đứng núi này trông núi nọ, có người yêu rồi mà vẫn có mối quan hệ với người khác như thế thì mình còn khổ hơn. Bây giờ mình phát hiện rồi thì thôi mình dừng lại các bạn ạ. Mình không khuyến khích bạn quay trở lại đâu, mặc dù bạn rất quý gia đình của cô ấy. Bạn quý, mình không có phản đối điều đó. Hãy tiếp tục đối xử tốt với những người mà đối xử tốt với bạn. Nhưng mà với cô gái này thì mình không khuyến khích bạn quay lại, bởi vì cô ấy đã thay lòng đổi dạ rồi. Cô ấy thích một người cùng công ty, đúng không? Họ thậm chí còn đăng ảnh lên là người yêu mới của nhau rồi. Mặc dù cô ấy có giải thích và biện bạch, nhưng mà bạn cũng đã xác nhận một cái thông tin là cô ấy thích cái anh chàng cùng công ty mà, đúng không? Và thực sự nếu như cô ấy không có gì với cái anh chàng kia, cô ấy sẽ giải thích cho bạn. Và cô sẽ giải thích làm sao để bạn hiểu. Vì thực sự một cô gái yêu các bạn thật lòng, người ta sẽ phải suy nghĩ cho cảm xúc của các bạn. Mình ở đây mỗi một ngày mình tư vấn cho rất nhiều các bạn, con trai và con gái. Dù bất kể các bạn là nam hay nữ thì mình luôn luôn nói với các bạn rằng các bạn xứng đáng có được sự trân trọng từ phía đối phương. Và một khi các bạn đã yêu ai mà người ta yêu các bạn thật lòng, người ta sẽ quan tâm đến cảm xúc của bạn, bất kể bạn là nam hay nữ. Việc có người yêu rồi vẫn đi chơi với chàng trai khác, vẫn nói chuyện với chàng trai khác, vẫn để chàng trai khác đăng hình của mình, nó có phải là biểu hiện của một cô gái mà bạn muốn lấy làm vợ không? Đúng không? Yêu đến mấy ấy, say đắm đến mấy thì chúng ta cần phải tỉnh táo để chúng ta biết là chúng ta cần một người như thế nào để cùng mình xây đắp hạnh phúc. Để có hạnh phúc mình cần một người như thế nào? Những giới hạn nào mình chấp nhận được, cái gì mình không chấp nhận được thì mình phải biết. Còn ở đây cô gái này, mình nghĩ rằng bạn không nên quay lại. Hãy bước đi để chào đón một cô gái mà người ta sẽ chân thành với bạn hơn, biết quan tâm đến cảm xúc của các bạn hơn, không chỉ yêu bạn mà còn thương bạn nữa. Với cái việc mà yêu xa ấy các bạn ạ, nhiều người cứ bảo là yêu xa thì sẽ không có sẽ ít có khả năng để đến được với nhau, bởi vì xa xôi cách trở. Nhưng mà xa xôi cách trở còn tùy thuộc vào người nữa. Có những người thì dù xa thế xa nữa người ta vẫn có thể đến bên nhau được. Nó phụ thuộc vào cái cách yêu của họ, cái sự chân thành của họ và cái họ có đủ tốt hay không, chứ không phải là yêu xa thì thất bại đâu bạn nhá. Mình thì mình luôn nghĩ rằng tất cả các bạn xứng đáng với một cái tình yêu mà nó thiêng liêng nhất ở trên cuộc sống này. Ở đó mà luôn các bạn thực sự trân trọng nhau, nơi mà không có những cái giới hạn về không gian địa lý, khoảng cách, nơi mà các bạn yêu nhau với cái tình cảm chân thành, thật lòng và cao thượng đến như thế, để vì đối phương, để chung thủy với họ, để cùng xây đắp một gia đình hạnh phúc. Còn cái việc mà yêu một cô gái hoặc yêu một chàng trai mà ví dụ không có mình ở cạnh, người ta phải có một cái phương án dự bị để người ta đỡ buồn ấy, hoặc để người ta đỡ chán ấy, thì không, mình nghĩ đấy không phải là tình yêu nữa rồi. Vì thực sự đối với mình cái quan điểm về tình yêu nó thiêng liêng á. Tại vì nó thiêng liêng nên nó chỉ có thể trao cho một người mà thôi. Còn một khi trong mối quan hệ đó nó đã có sự xen vào của một người thứ ba, dù là tình cảm ít, dù là tình cảm nhiều, thì với mình nó là không trọn vẹn. Và mình luôn luôn nói với các bạn, và chính bản thân mình cũng nói với chính mình, chúng ta xứng đáng. Bởi vì chúng ta yêu trọn vẹn, chúng ta xứng đáng với một người trọn vẹn. Trừ phi chúng ta không trọn vẹn cơ, thì chúng ta không có quyền để đòi hỏi cái sự trọn vẹn. Nhưng vì chúng ta chung thủy, chúng ta xứng đáng với một người chung thủy giống như chúng ta. Và một người yêu bạn, họ sẽ lo lắng cho các bạn, họ sẽ quan tâm đến cảm xúc của các bạn. Chứ không phải là tôi đi với anh này, đi với anh kia, mặc kệ cảm xúc của anh như thế nào, tôi không cần quan tâm. Thế thì một người như thế, các bạn yêu để làm gì? Đúng không? Cho nên mình hy vọng rằng bạn cũng sẽ có động lực để vượt qua. Hãy biết rằng mình là một người đàn ông có bản lĩnh. Mình xứng đáng có một tình yêu trọn vẹn, nó thuộc về mình. Mình xứng đáng với một cô gái quan tâm đến cảm xúc của mình, trân trọng mình và cùng mình vượt qua, sẵn sàng cùng mình vượt qua những khó khăn để có thể đến bên nhau các bạn nhá. Dù các bạn sẽ phải đợi lâu hơn một chút,
Nhưng không sao, mình sẽ không dừng lại cho đến khi mình đến đích. Đó là có hạnh phúc cùng với cô gái mà thực sự thuộc về mình và thực sự biết trân trọng mình, bạn nhé. Còn cô gái này thì hãy để cô ấy đi đi. Đi đi để nếu cô ấy hạnh phúc thì càng tốt. Chúc cô cho cô ấy hạnh phúc. Còn nếu không thì cô ấy cũng không phải là tuýp người của mình. Mình sẽ bước đi tìm một cô gái chung thủy, cũng có cái tố chất và những cái quan điểm sống và cùng một cái mục đích hướng tới giống như mình ấy, bạn nhá. Bạn là một người đàn ông với một người phụ nữ, mình cũng đã không khuyến khích các bạn quay lại với một người đàn ông mà có mối quan hệ với người khác rồi, chứ đừng nói bạn là đàn ông. Đàn ông thì cái lòng tự trọng nó càng phải đặt lên cao hơn nữa, để không bao giờ chấp nhận rằng ôi cô ấy đã thích một người đàn ông khác mà không phải là mình, đúng không? Mình không còn trọn vẹn với cô ấy, cô ấy không có yêu một mình còn yêu một người đàn ông khác nữa. Khi bạn nhìn vào người đàn ông đấy, bạn sẽ nghĩ gì? Ô, lý do gì khiến anh ta được yêu mà mình không được yêu thế này, đúng không? Anh ta tốt hơn mình à? Anh ta giỏi hơn mình à? Ở ngay cả khi anh ta tốt hơn mình, giỏi hơn mình, cũng không có lý do gì để mình đặt mình lên bàn cân với cái người đàn ông đấy cả. Vì mình là đặc biệt, vì mình là duy nhất, vì mình là xứng đáng. Bạn phải biết điều đó nhá. Hãy là một người đàn ông bản lĩnh để bước đi và biết rằng mình xứng đáng với người phụ nữ như thế nào. Còn nếu như các bạn cứ chấp nhận một người phụ nữ thậm chí là không chung thủy mình vẫn ở cạnh ấy, thì thứ nhất là mình bị coi thường, thứ hai là đấy là nền tảng cho cái việc mình sẽ tiếp tục bị cắm sừng trong tương lai. Mình không khuyến khích các bạn bước vào con đường đấy các bạn nhá, vì mình mong muốn cái điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các bạn. Ngay cả khi mình không lấy vợ, chưa lấy vợ tạm thời cũng không có vấn đề gì cả, thà không có còn hơn có một người không đáng các bạn nhá. Và đó là những chia sẻ của mình ngày hôm nay. Mình hy vọng rằng các bạn sẽ thấy hữu ích. Đương nhiên những quan điểm này nó là cái quan điểm cá nhân của mình thôi. Có những bạn đồng ý, có những bạn không đồng ý, không quan trọng. Các bạn có thể làm theo ý mình. Bởi vì ngay từ đầu đến cuối mình vẫn nói với các bạn rằng quyết định là ở các bạn. Cái chia sẻ dành cho các bạn nó chỉ đứng dưới góc độ của một người mong cái điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các bạn thôi, chứ nó không phải là đứng ở góc độ của một người phân tích đúng sai và nhất định muốn các bạn phải nói là mình đúng các bạn nhá. Mình mong cái điều hạnh phúc nhất sẽ đến với các bạn. Và nếu các bạn thấy hữu ích hãy nhấn vào like, subscribe và share. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.